là trong nghề tí cho nó thích. Nghe quảng cáo thấy thích quá, cứ có quả là cho thích. Có quái quái không hay là thẳng? Cây thế, cây thế này ngân. Biết rồi, thế là làm tay tán rồi, nhưng mà cái thân của nó ấy. Thân đẹp, không bao giờ thân thẳng. Thế được, nghe hấp dẫn quá. Cái mang này của ta của nhà. Thế bảo mang đừng bán rồi nhé. Trong nghế tí xong có bán thì bán, cho ai thì bán. Xong nó không được xem, nghe thế rồi mà không được xem, khó chịu. Khổ. Như cây đúng không? Vâng. Đấy, như cây bé tí đằng kia mà cháu thích quá, không làm nào được. Trong túi có mấy trăm bạc. Cái này tỉa đi xong nhìn nét lắm này, đầy đủ hết rồi. Đấy, tối cô lại lên phim rồi đấy. À thế à? Đó. Cháu suốt ngày quay cô, nhiều người thích cây hỏi lắm. Cứ bảo ra đây, ra đây mà gặp cô. Người ta gặp cháu ngoài này người ta chẳng biết cháu ai mà, nhưng mà suốt ngày xem phim cháu. Buồn cười lắm. Có khi gặp mình quay thì có khi người ta biết. Ê, thôi nhỉ. Có mua cái gì nữa không hả? Không. Có vậy thôi. Đấy, tối nhiều người thích hỏi lắm. Mình không có duyên bán hàng, chỉ có đi giới thiệu hộ nhân vật. Quay phim nó giải trí, xong rồi mình về xem thích. Người ta bình luận cũng thích. Tranh thủ lúc đi làm rảnh thì ghé qua đây. Ôi cháu ơi, chả bằng một cái cây này của cô. Thế? Vâng. À đâu, cây này hơn cây này cô tí. Cây này cô vừa bảo là bao nhiêu nhỉ? 6 triệu hay bao nhiêu? 6 triệu đi. Cây này của cô với lại cây mai con kia nữa. Thế là một tháng lương. Nhắc đến lương đâu. Mấy tháng được chụp nhỉ? Nhắc đến lương, lên lương đau đầu lắm. Tầm đấy vậy. Nhà ấy. Vợ con nó không đi làm. Không cho nó đi làm giờ nghề mà. Thì con nó còn bé thì làm sao được? Nghề tư nhân đẩy. Con nó còn bé quá. Nhà có chưa phải đi thuê. Đấy, vấn đề là phải đi thuê khổ. Đấy có con quê cháu ở đâu? Ở đây Hòa Lạc mà. Đà Lạt ra đây làm. Hòa Lạc, Thạch Thất kìa. Cách đây chưa đến 40 cây. Cho thuê nhà thi thoảng ở thôi, chủ yếu về quê sáng đi tối về. Ví dụ hôm nay mê cây quá thì ở lại. Mò mẫm ở đây thì tối thì chẳng muốn về nữa thì ở lại. Đẹp quá, đẹp đấy. Nhớ cho cháu xem cái roi đã nhá. Xong hãng bán. Báo cáo các anh chị, một hàng mai chiếu thủy thơm ngát ở cuối chợ Vạn Phúc các bác nhá, đẹp dã man luôn, cũng không đắt đâu, nhìn rất thích, thơm lắm các bác, ngửi tí đi nhá, ngửi tí nhá. Tí nữa bà chủ ra để hỏi, thơm quá. Ốm mất rồi, dính nước mưa ốm rồi. Này lại phải có tí men mà người nó hết ốm rồi. Chật chội quá. Đấy là một em là chú thủy. Mùa này đang hoa rất thích các bác, chơi sướng lắm. Tìm gốc này. Tìm gốc nó về. Này thế. Thơm ngát. Dù sao nó vẫn là cây phôi các bác. Nó chưa được đắt tiền, này chắc chỉ mấy triệu lại. Tầm 3 triệu đổ lại thôi. Cây dáng rất ok, bông tán theo lối cổ.
không tán được cái lưới cổ. Đấy, 3 con ở trên, 2 con ở dưới. Thấy cây cứ nhảy và quay rồi các bạn, chả cần biết của nhà ấy. Hỏi làm gì đấy thì tính sau. Lúc ấy lại hỏi giá bác, nó không thì thôi, quay lại thôi. Đó. Đến mấy cái ông cây khác, cần thăng này. Cần thăng. Đường chật quá, dựng xe đây. Cô này, tiền mà chưa tỉnh này. Cái mai chú thủy này khi mà mình tàn theo tán cổ này mà không hoa thì nhìn rất là hay. Nhưng về tổng thể mà hết hoa thì nhìn nó buồn cười. Rũ hoa chúng nó thâm hết cả cái cảnh. À, trên một em phối hay quá. Đây, em phối đây. Phối quá hay, phối quá hay. À, nặng quá. Để quay tí. Vối rất hay, rất dân dã, rất hay. Vâng. Cái vối đẹp thì cô nhỉ, bao tiền ạ? Cái vối này. Mè đẹp dã man. Để ông gối nó vào đây. Coi ông mè. Xung xuê rất đẹp, chậu ổn định chậu rồi, ngon lành đệ. Đấy, này đẹp đấy. Rất đẹp, rất già. Đây là có quả đây. Rất đẹp, rất già. Đây, bẫy kích khủng luôn. Rêu phong. Cô ơi, cây me này bao tiền nhỉ? Giá? À, căng nhỉ. Thế còn cây bên này? Đắt hơn à? 5 triệu. Không chơi được. Me 5 triệu. Thế còn đôi ổi này cô? Là một cây là ba. Ra quay đôi ổi đó nhá. Đôi ổi đẹp lắm.
À đây trong này còn em vối đó, xem có ra gì không. Ngoằn ngoèo quá nhỉ. Nặng quá, buông xuống đây. Đấy. Tí nữa sẽ lấy một em. Phối. Trời dần dã, nhưng mà tỉa thì lấy lao nước các bạn. Tôi cất chảo vào đây. Ô, vừa nãy mình để đâu nhỉ? Cái này để đâu nhỉ? Đây là nặng quá. Tí nữa bán cho cháu ít dây, dây uốn nhá. Đã, tí nữa cháu xếp lại cho. Đang vướng tay. Tí nữa cho xếp lại cái cây này cho. Khổ cái xếp nữa, không xếp mai không xếp nữa. Cô lúc nào cũng cây đẹp. Thích quá. Tính cô hay hơn tính cô Tâm đấy. Tao cũng nóng tính. Nóng tính chuyện khác nhưng mà mua bán với cô thích hơn đấy. Đẹp nha. Một đôi là 6 triệu. Không bán lẻ đâu. Lẻ không bán? Lẻ là 3. Lẻ cho 13. Dễ nó gớm nhỉ. Đấy, một đôi thác đổ. Nhiều quả. Con làm biển vừa quá. Đi bán một cây còn tươm hơn tôi bán hai cây. Bán cây còn tươm bằng 2 lần, tôi bán 2 cây, 2 cây cho thầy gà. Đôi hồi. Quất cả đôi các bác. Thì thay cái đôn tàu vào. Không để chỗ này. Tất nhiên là về phải làm, nó đang phôi mà. Nhưng mà phôi triển vọng rất là cao. Rất triển vọng. Nhưng là vì tiền thì mình không dễ gì mà mình bỏ ra bấy nhiêu tiền để mua được. Có ý đồ. Đó. Giờ tôi không ham hố nữa, các bác ham hố chết. Hôm nọ thử đăng bán mấy cây mà không bán được. Bán cao cao tí thì lại các bác kêu đắt mà. Bán rẻ thì không bán được. Đấy, bây giờ ơi. Kinh doanh khó lắm mày ơi. Làm điền này nó gớm mặt này. Ông mè này hay đấy. Này. Thôi tập trung đối ổi này tí. Cũng có răng dấp vào đấy. Ổi tàu quá. Ổi lai tàu. Bác nào có điều kiện thì chơi được. Anh nghĩ chơi được mà phải bác biết chơi một tí nhé. Để chơi làm lại cái này thì ngon lành lắm. Tất nhiên để chơi thôi, chứ để bán thì bác thương mại mà lấy là bán lại cái giá ấy thì không bán được. Chơi thôi. Đấy. Nam Điền. Rất đẹp. Rất nhiều cái đẹp. À hả. Rồi, các bác có thắc mắc gì thì hỏi em nhé.